Kênh Zippo Gà Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Zippo HB bóng và blend trơn như thế này ra. Thì bên cạnh đó em cũng sẽ báo giá cụ thể đến với anh em. Và những anh em mà mới biết đến kênh trong đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn. Và bây giờ thì em xin phép đi nhanh vào chiếc Zippo ngày hôm nay là một chiếc cốt đồng mã chrome HB bóng như thế này. Và dòng trơn thì nó lại càng hiếm hơn nha anh em. Tại đa số là những mẫu Zippo xưa á, thì anh em thấy là nhiều về chủ đề, còn về số lượng mà về trơn thì nó rất là hiếm, rất là ít. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1970 nên em gọi nó là Zippo cổ xưa. Và từ thời điểm 1970 tới hiện tại bây giờ thì cũng trên 50 năm. Thì quá là lâu. Và dòng Zippo của nó ở dưới một đáy là Zippo chữ xéo nha anh em. Như thế này. Em đang zoom lại gần để anh em có thể cảm nhận luôn một cách rõ nét hơn về một chiếc Zippo chính hãng chuẩn zin. Toàn tập của chiếc Zippo này là nguyên zin nha anh em. Bề mặt của nó thì có hiện tượng bị xước tơ lông mèo thôi. Tại vì chiếc này thì em về với tình trạng là máy đã qua sử dụng mà mức độ không nhiều, nên là vấn đề xước thì em thấy bình thường. Còn về cạnh viền bản lề của nó bản lề của nó là bản lề năm chấu đây nha anh em. Năm chấu rất là thẳng hàng và khép kín luôn như thế này. Tại vì những mặt hàng của bên em về là đa số là hàng em mua tuyển chọn nên và cũng có giá trị nữa, nên em sẽ quay rất cận cảnh và kỹ để anh em có thể tham khảo một cách rõ ràng chi tiết nhất. Đây là cạnh viền mở nắp. Cạnh viền trên nắp nha anh em. Anh em thấy nè, mấy chục năm rồi đối với một chiếc đã qua sử dụng thì tình trạng nó như thế này em thấy rất là xuất sắc nha. Nó ngay chỗ này thì nó có hơi dấu bẹp nhẹ thôi, rất là khó thấy. Tại vì anh em cầm ở ngoài nhìn rất là kỹ thì nó mới ra thôi. Nhiều lúc em quay trong clip anh em cũng không thấy rõ đâu. Như thế này ạ, đó em đang lấy được góc, nó bị bẹp nhẹ ở trên góc nha anh em. Tại vì những chiếc Zippo này là những chiếc Zippo mà em cũng bỏ đồng tiền em ra mua, thì anh em cũng như vậy, thì anh em cũng bỏ đồng tiền ra thì em sẽ quay rất là kỹ đến với anh em như thế này. Quá là xuất sắc nha anh em. Chiếc này thì ở dưới nó cũng có dấu bẹp nhẹ. Chiếc này dường như là nó giống như nó có để người sử dụng nó bị rớt nhẹ thôi, nên là nó có dấu bẹp nhẹ cái đường viền này. Nhưng mà rất là khó thấy, nếu mà em quay phớt lờ đi và không chỉ rõ ràng thì khi anh em nhận hàng thì anh em cũng không thấy được. Tại vì chiếc này nó bị quá là nhẹ đi nên là anh em không thấy, trừ khi mà anh em nhìn từng góc cạnh một quá thì anh em mới nhìn ra thôi, nhìn sát lại thì mới thấy thôi. Một chiếc Zippo xưa cũng được trên 50 năm, còn quá là đẹp. Âm nó hay nha anh em. Tiếng âm này là tiếng âm zin, nên anh em thường hay theo dõi clip khui hàng của em á, thì thường hay theo dõi clip mà em mô tả từng chi tiết chiếc Zippo á, thì anh em cũng sẽ thấy được mỗi chiếc Zippo nó sẽ có mỗi tiếng âm khác nhau, không có chiếc nào giống như chiếc nào hết. Còn đây là em để âm zin của hãng. Hàng về sau thì em để nguyên vậy thôi. Đối với những cây đã qua sử dụng thì em chỉ làm vệ sinh nhẹ cho nó sạch. Khi mà anh em mua về giao lưu, mình chỉ chăm xăng vào sử dụng thôi. Chứ em không can thiệp sửa hay là thay thế bất kỳ linh kiện nào của chiếc Zippo nha. Còn anh em nhìn nè, cái bản lề trên của nó nè, hai đường gạch sọc rất là mảnh luôn. Như thế này. Mấy chục năm đã qua sử dụng thì em thấy mức độ sử dụng cũng không nhiều nè. Và có khi người sử dụng cũng rất là kỹ nên là nó mới còn tình trạng đẹp đến bây giờ. Đây là một chiếc ruột thép mạ vàng. Đây là một chiếc ruột thép nha anh em. Và năm 1970 thì vẫn là năm nằm trong giai đoạn dập một mặt chữ, và mặt chữ phía trước, đây là mặt phía sau không có chữ, thường gọi là Zippo ruột một mặt chữ, giai đoạn một mặt chữ à. Chặn xong ốc đá rất là đẹp nha. Cái buồng đốt của nó cũng xước rất là nhẹ nha anh em. Bánh xe zin. Lưỡi năm 1970 là năm vẫn còn lưỡi gà lá lúa,
Đây, chiếc này là chiếc có cái lưỡi gà đó gọi là lưỡi gà lá lúa nha anh em, tim bột. Và cái đầu tim của nó thì em để nguyên, em không đổi đâu. Tại vì trước sau gì anh em xài nó cũng là nó cũng ra cái tim như thế này nên là em để nguyên nha. Đây, và điều về những chiếc giúp bô mà đã qua sử dụng thì cái phần búa cũng không kém nha anh em. Búa còn rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Những chiếc giúp bô xưa bánh xe nó rất là tuyệt vời, nó rất là bén luôn. Búa rất là khỏe. Đó. Quá là đẹp nha anh em. Tại vì cái này dơ, mình có thể chùi ra được à, mà bên em thì làm vệ sinh bên trong buồng đốt để cho nó đỡ bị dơ bụi bẩn thôi. Và chiếc giúp bô xưa Blanchard HB bóng năm 1970 thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 2,1 triệu nha. Và năm 1970 4 gạch đứng, giúp bô chữ xéo, máy với tình trạng là hàng đã qua sử dụng mức độ X thì chiếc này em xin phép giao lưu là 2,1 triệu năm 1970. Bên cạnh đó thì em sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này và bao phí ship đến với anh em nha. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.